Mô hình thiết kế của sinh viên Đại học Duy Tân đã giành cúp Ideas châu Á Thái Bình Dương 2023, có chiều cao 60cm, nặng 423g, chịu được động đất với gia tốc nền gần 8 độ Richter. Ideas là cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Động đất Đài Loan. Chúng em đã được học rất nhiều các kiến thức chuyên môn về động đất, do đó chúng em rất tự tin khi tham gia cuộc thi và rất vui mừng khi giành được cúp vô địch. Các thầy cô trong khoa xây dựng đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong việc tìm hiểu các kiến thức chuyên môn và các kỹ năng về cuộc thi cho chúng em. Đây là lần thứ hai sau 9 năm, sinh viên Đại học Duy Tân lại vô địch tại cuộc thi danh tiếng này. Điều đặc biệt trong thiết kế của mô hình này là sự sáng tạo khi có sử dụng kỹ thuật kháng chấn là các sợi dây cao su do ban tổ chức cấp để cân bằng dao động.